chào hai bạn nhỏ. Chào các bạn. Ôi. Hôm nay mình đi đâu đó các bạn? Hôm nay mình đi cà phê. Cà phê chỗ giỏi dở. À, đi cà phê hả? Chào đi, chào hai bác. Chào. Chào. Giỏi quá. À, bạn bè em mình đã nói nhiều hơn được rồi các bạn. Chào mừng các bạn tới kênh trải nghiệm cùng An Khang. Cam, cà rốt, đúng không? Rồi, cho anh ly pha sữa đá nữa nè. Rồi, nhìn chỗ ngồi đi. Chụp ảnh hay là quay phim? Dạ, quay phim. À, quay phim vậy nói đi. Nước gì Khánh Thương? Nước này nước gì con? Nước cam hả? Nước cam không phải đâu, là nước đào đó nha các bạn. Các bạn thấy trái đào không? Còn giờ mình đứng lên tại sao nước của mình đâu? Nước của em chưa ra nè. Rồi. Nước này là nước gì Thương? Nước trái cam. Nước của mình đó là nước Việt Quốc. Mà các bạn hiểu tại sao nó như vậy? Nước chua á. Còn nước của mình là nước đào. Thank you.
Em Minh Khang không uống ly cà rốt đó, tụi con lấy ly của em uống luôn đi. Em Minh Khang bị sốt mệt đó, tụi con lấy ly rốt uống đi. Thank you.
Ngon đúng không? Cà phê có vui không? Dạ vui. Dạ vui. Hai chị em ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ ra đăng ký nè.